Trong vụ việc 39 người chết ở Anh, ai cũng vừa thương vừa giận. Thương thì nhiều thì giận cũng nhiều, mấy ai đồng ý rời bỏ quê hương của mình, đến một miền đất lạ này mà thấy hạnh phúc đâu. Quê nhà còn có mẹ, có cha, có vợ, có con, chứ đâu có như xứ lạ, xung quanh ai cũng đều lạnh lùng. Nhưng giận lắm, ai mà lại đi cái con đường đầy gai góc chông chênh, chúng chui chúng lủi đó. Nhưng mà bất cứ ai cũng đều muốn đổi đời, mỗi người thì một lý do, một hoàn cảnh. Có tìm hiểu về gia đình nhà bạn Mai Nhung thì mới biết hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Trần Thị Mai Nhung sinh ngày 4 tháng 12 năm 2020, mới tròn 20 tuổi thôi. Gia đình có 4 người con, gồm có 3 cô con gái và một cậu em trai út. Gia đình cũng thuộc dạng khó khăn, nhưng có người quen đang sinh sống và làm việc tại Anh. Nhung là chị cả của cả 3 đứa em. Nhung sinh ra và lớn lên với trách nhiệm cao cả, đó là trụ cột của cả gia đình. 20 tuổi, Nhung đã nhen nhóm ý định vượt biên sang Anh làm việc để kiếm tiền cho bố mẹ. Khi nói nguyện vọng này với gia đình, tất nhiên bằng lương tâm của những bậc làm cha làm mẹ, ai cũng đều lắc đầu. Ban đầu gia đình cũng chần chừ không muốn cho Nhung đi, nhưng vì còn mối đảm bảo đi bằng con đường VIP rất an toàn. Và bên Anh cũng có bà con quen nên cũng đồng ý, nhưng mà có ai ngờ đâu. Theo người thân của Nhung cho biết thì em đã bắt đầu hành trình được 3 tháng. Trong 3 tháng này em phải di chuyển liên tục và đến ngày 20 tháng 10 là ngày cuối cùng Nhung gọi về nhà, rồi sau đó im bặt. Cho đến ngày 23 tháng 10 khi báo chí Anh thông báo tìm thấy được 39 thi thể trong container đông lạnh tại hạt SS thì mọi chuyện bắt đầu vỡ lẽ. Theo thông tin người quen từ Anh gọi về thì đúng thật, Nhung là một trong 39 người có mặt trên chiếc xe định mệnh đó. Sau hơn một tháng trời đau khổ chờ đợi đến lúc 13 giờ trưa ngày 27 tháng 11, thi thể của Trần Thị Mai Nhung đã được đưa về với gia đình. Gia đình đang rất đau buồn nhưng cũng cố nén đau thương và chuẩn bị tinh thần từ trước. Lễ tang của Nhung sẽ được tổ chức tại Tư Gia và thi thể sẽ được mai táng tại nghĩa trang gần nhà. Thảm kịch 39 người trong container tại Anh là một điều tiếc nuối cho toàn thế giới nói chung và của tất cả người Việt Nam nói riêng, đặc biệt là đối với các gia đình nạn nhân. 39 nạn nhân đã quyết định ra đi vì mưu cầu cuộc sống tốt đẹp cho cả gia đình. Tuy nhiên, số phận không như họ mong muốn. Họ đã phải trả một cái giá quá đắt cho lựa chọn của mình bằng chính mạng sống. Có lẽ đây là điều hối tiếc nhất, bởi vì trách nhiệm của họ vẫn chưa hoàn thành được. Trách nhiệm mà người ta đã đặt lên vai của những cô bé, cậu bé đang tự ăn tự học. Cuối cùng thì các nạn nhân cũng đã được về với quê nhà và an nghỉ rồi. Cầu mong cho họ sớm được lên thiên đàng. Và một lần nữa xin chân thành chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.